Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Toyota Venus Một mẫu xe MPV 7 chỗ Mẫu xe này được lắp ráp tại Việt Nam Và cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe Đó là chiếc Mitsubishi Xpander và Honda BRV Đối với mẫu xe Toyota Venus Cách đây vài tháng Nhà máy Toyota Việt Nam đã hạ giá niêm yết cho chiếc Venus Cụ thể phiên bản top thì xuống còn 660 triệu Và phiên bản AT thường xuống còn 640 triệu và tại thời điểm đầu tháng tư này hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cho hai phiên bản Vios và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng cụ thể của từng phiên bản Toyota Vios tại hai cơ sở miền Nam và mời anh em cùng xem video mẫu xe Toyota Vios có hai phiên bản đó là Vios bản AT thường và Vios bản AT bản top phiên bản cao nhất chính sách bán hàng của Toyota có phần vùng thị trường anh em mua xe đăng ký ở địa phương nào thì anh em gần như là chỉ được phép mua xe tại showroom ở địa phương nơi đó thôi và bên em có cơ sở ở hà nội và thành phố hồ chí minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em còn anh em ở các tỉnh khác thì em có thể bán về được nhưng tùy từng thời điểm và mức hỗ trợ khuyến mại sẽ khác nhau anh em lưu ý trong video em vẫn sẽ tính giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương căn cứ từ giá bán tại cơ sở bên em anh em xem video căn cứ vào đó và anh em cảm thấy phù hợp với phiên bản nào thì anh em ra trực tiếp showroom ở địa phương của mình để đàm phán giá cả và chúc anh em mua được một cái giá phù hợp. Mời anh em cùng đến với chính sách bán hàng của hai phiên bản Toyota tại hai cơ sở bên em. Phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Toyota AT thường. Về thông số kỹ thuật của xe em xin phép cập nhật lại để những anh em nào mới tham khảo anh em có thể nắm được. Xe sử dụng động cơ 1.5 lít kèm hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại là 105 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 6,3 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Trục cơ sở của xe là 2750 mm khoảng sáng gầm là 20,5 cm. Dẫn động cầu trước, xe trang bị phanh địa 4 bánh, la răng hợp kim 16 inch. Về ngoại thất, cụm đèn pha cốt dạng bóng led có cảm biến tự động. Cụm đèn hậu dạng led, gương chiếu hậu gập điện có thanh giá lóc. Về nội thất, cụm đồng hồ trung tâm kỹ thuật số TFT 7 inch, màn hình đa phương tiện cảm ứng 8 inch, có kết nối điện thoại thông minh. Hệ thống âm thanh, xe được trang bị 6 loa, có sạc không dây, về chất liệu ghế thì xe được trang bị ghế da phan để chỉnh tay hàng ghế thứ hai gấp 60/40 hàng ghế thứ ba gấp phẳng 50/50 xe trang bị chìa khóa thông minh để nổ bằng nút bấm hệ thống điều hòa sẽ được trang bị điều hòa tự động có cửa gió điều hòa so về hệ thống an toàn xe được trang bị cảnh báo điều mù cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau so, cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc camera lùi cảm biến lùi hệ thống túi khí thì xe được trang bị túi khí hàng ghế trước túi khí bên hông phía trước và túi khí rèm Giá bán của hai cơ sở bên em tại thời điểm đầu tháng tư như sau. Cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm 33 triệu tiền mặt trừ thẳng vào giá xe cho anh em và giá bán chỉ còn có 607 triệu. Tặng kèm anh em gián kính trải sàn và cam hành trình. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giảm 20 triệu tiền mặt, giá bán cho anh em là 620 triệu. Đồng thời tặng anh em một gói phụ kiện chính hãng trị giá 25 triệu. Anh em nào quan tâm đến gói phụ kiện chính hãng bao gồm những phụ kiện gì thì liên hệ với nhân viên bên em, bên em sẽ cập nhật cho anh em căn cứ từ giá bán như trên, giá xe ra biển số năm bánh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 706 triệu, các tỉnh áp 12% là 686 triệu, các tỉnh áp 10% là 674 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 706 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 687 triệu. Giá xe ra biển số năm bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, anh em có thể xem trên màn hình. Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 190 triệu, các tỉnh áp 12% là 170 triệu. Các tỉnh áp 10% là 158 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 179 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 160 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên chỉ là 7,8 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và gói vay tối đa 85% cho chiếc Toyota Vios AD thường sẽ tương đương với số tiền là 515 triệu tại cơ sở Hà Nội và cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa lên đến 527 triệu vì giá bán tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cao hơn. Với số tiền vay 515 triệu trong thời gian vay 8 năm cùng với lãi suất ưu đãi của ngân hàng là khoảng 0,6 0,7% trên một tháng. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất cho em là khoảng 8,4 triệu trong đó gốc chia đều là 5,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,1 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc Toyota Veloz bản top về thông số kỹ thuật của xe. Ngoài các tính năng option như bản thường, bản top được trang bị thêm những option tính năng vượt trội như sau. Xe sử dụng mâm đúc 17 inch, màn hình đa phương tiện 9 inch. Về hệ thống an toàn, ngoài các tính năng an toàn như bản AT thường thì bản top được trang bị gói an toàn chủ động của Toyota bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành xe cho bị cam 360. Tại thời điểm đầu tháng 4, hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cụ thể tại hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 625 triệu, như vậy là giảm 35 triệu tiền mặt trừ thẳng vào giá xe cho anh em, vẫn tặng anh em dàn kính trải sàn và cam hành trình. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giảm 20 triệu tiền mặt, giá bán là 640 triệu. Đồng thời tặng anh em một gói phụ kiện chính hãng trị giá 25 triệu. Căn cứ từ giá bán như trên, giá xe ra biển số lan bánh, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 726 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 707 triệu. Ở các tỉnh áp 10% là 694 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 728 triệu. Và các tỉnh miền Nam sẽ là 709 triệu. Giá xe ra biển số năm máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 195 triệu, các tỉnh áp 12% là 175 triệu. Các tỉnh áp 10% là 162 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 184 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 165 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên chỉ đá là khoảng 8,1 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và gói vay tối đa 85% sẽ tương đương với số tiền là khoảng 531 triệu. Trong thời gian vay tối đa 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là khoảng 8,7 triệu, trong đó gốc chi đều là 5,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần. Như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Toyota tại thời điểm những ngày đầu tháng 4. Trong tháng 4 giá sẽ có thay đổi thời điểm nào thì em sẽ cập nhật sau cho anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.